Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 4 tháng 4 và ngày mai 5 tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua thì trên khu vực tỉnh Kiên Giang, ảnh hưởng bởi rìa phía tây nam của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Và thời tiết 24 giờ qua thì đêm có mưa rào nhiều nơi, có nơi thì có mưa vừa mưa to, mưa lớn tập trung tại vùng biển Phú Quốc Nam Chu. Tại Nam Chu thì đêm 2 tháng 4 có mưa rất to, lượng mưa đo được là 61,6 mm. An Thới Phú Quốc thì đêm có mưa to, lượng mưa đo được là 26,8 mm. Ngày có mưa nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Hiện tại thì áp cao lạnh lục địa di chuyển dần ra phía đông và tiếp tục suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới tăng cường về phía tây và rãnh áp thấp có trục vào khoảng 4 đến 7 độ vĩ bắc. Trong 24 giờ tới thì khu vực Kiên Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và suy yếu dần. Ngoài ra thì khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía rãnh áp thấp có trục khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc và có xu hướng là nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động mạnh dần lên. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Trên khu vực thành phố Rạch Giá, trên khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào dài dông, ngày nắng, không mưa, gió bắc đông bắc cấp 3, nhiệt độ là từ 25 cho đến 32 độ. Dự báo cho khu vực thành phố Hà Tiên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ dài dông, ngày nắng, không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào dài dông vài nơi, ngày nắng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo cho khu vực Châu Thành, Tân Hiệp và Dồng Triền, trên khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào dài dông vài nơi, ngày nắng không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ là từ 25 đến 32 độ. Dự báo cho các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào dài dông vài nơi, ngày nắng không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ là từ 25 đến 31 độ. Dự báo cho khu vực thành phố Phú Quốc, trên khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào dài dông vài nơi, ngày nắng không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, gió đông bắc cấp 4, có lúc thì cấp 5, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,75 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Dự báo cho vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Chu và Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,75 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Dự báo cho khu vực Phú Quốc, Nam Chu và Thổ Chu, trên khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, độ cao sóng là từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ. Dự báo cho khu vực biển Vịnh Thái Lan, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 24 đến 30 độ, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, độ cao sóng là từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.